Chỉ riêng trong tháng 9, chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris, ủy viên quốc gia của Đảng Dân Chủ và các quan chức đảng cấp bang đã huy động được 359 triệu đô la Mỹ. Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris và các ủy viên hành động chính trị liên kết của Đảng Dân Chủ đã thu về khoảng 633 triệu đô la Mỹ trong quý 2 năm nay, nâng tổng số tiền huy động được lên hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Số tiền này giúp bà Harris duy trì lợi thế tài chính so với ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump, trong giai đoạn nước rút cuối cùng của cuộc bầu cử. Chỉ riêng trong tháng 9, chiến dịch của bà Harris, Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ và các quan chức đảng cấp bang đã huy động được hơn 359 triệu đô la Mỹ. Chiến dịch của bà Harris cũng đã chi khoảng 270 triệu đô la Mỹ cho một chiến dịch quảng cáo lớn nhằm tiếp cận cử tri qua nhiều phương tiện như đài phát thanh, truyền hình, trực tuyến và bảng quảng cáo. Theo hồ sơ tài chính liên bang, chiến dịch của bà Harris và các ủy ban chính trị liên kết đã bước vào tháng 10, tháng cuối cùng của chiến dịch tranh cử với số tiền 346 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, chiến dịch của cựu Tổng thống Trump, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa và các ủy ban chính trị liên kết báo cáo huy động được 160 triệu đô la Mỹ vào tháng 9. Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền vận động được cho nỗ lực tái tranh cử của ông Trump là 283 triệu đô la Mỹ. Chiến dịch của bà Harris đã nộp hồ sơ tài chính vào ngày 20 tháng 10 trước khi công bố số tiền quyên góp được theo quý. Số liệu này cho thấy tổng số tiền quyên góp hàng tháng của bà Harris vượt xa số tiền mà ông Trump và Đảng Cộng hòa huy động được kể từ khi bà tiếp quản vị trí ứng cử viên của Đảng Dân Chủ thay Tổng thống Joe Biden hồi tháng 7. Trước khi nộp hồ sơ, Đảng Dân Chủ cho biết 95% số tiền quyên góp cho bà Harris đến từ các khoản đóng góp dưới 200 đô la Mỹ. Theo chiến dịch, khoảng 6 triệu nhà tài trợ đã đóng góp hơn 13,1 triệu đô la Mỹ, trong đó có 4,3 triệu người lần đầu tiên quyên góp trong chu kỳ bầu cử lần này. Bà Harris cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ lớn trong một sự kiện gây quỹ vào cuối tháng 9 ở Carolina. Bà đã huy động được 55 triệu đô la Mỹ. Cụ thể, bà thu về 28 triệu đô la Mỹ tại sự kiện ở Los Angeles với sự tham gia của nhiều ngôi sao như Jessica Alba, Lily Tomlin và Steve Wonder. Tại San Francisco, bà đã huy động được 27 triệu đô la Mỹ với sự tham dự của cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Gần đây, bà cũng đã quyên góp được 27 triệu đô la Mỹ trong một buổi gây quỹ ở thành phố New York thuộc bang cùng tên. Trong một chiều hướng khác, nhiều quận ở bang Carolina bị ảnh hưởng bởi bão Helene đã chuyển đến các khu vực dành cho người bầu cử hoặc thay đổi địa điểm bỏ phiếu sớm. Tuy nhiên, hàng nghìn cử tri vẫn đang trong tình trạng không điện, không nước khi cuộc bỏ phiếu sớm bắt đầu. Những người ủng hộ Đảng Cộng hòa như Grillo, sống cách cộng đồng Chimney Rock, bị tàn phá một quãng đường ngắn, cho biết rất nhiều người ủng hộ ông Trump đã mất tất cả và những người khác trong nhà không có kết nối Internet hoặc điện thoại và họ không biết về địa điểm bỏ phiếu mới. Ngay cả trước khi xảy ra bão Helene, Bắc Carolina nổi tiếng với lịch sử bỏ phiếu đầy cạnh tranh. Đây là một trong số ít bang có các cuộc đua thống đốc mang tính cạnh tranh đồng thời với các cuộc tranh cử tổng thống. Đảng Dân Chủ chỉ giành được phiếu đại cử tri một lần kể từ năm 1992. 4 năm trước, Thống đốc Đảng Dân Chủ Roy Cooper đã tái đắc cử với cách biệt 5,4 điểm dù ông Trump vượt xa ứng cử viên Biden về lá phiếu bầu tại bang này. Theo tờ New York Post của Mỹ, một cuộc trò chuyện riêng không qua micro của Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama được cho là về bà Kamala Harris mà một người đọc khẩu hình chuyên nghiệp đã giải mã được. Theo tờ New York Post, đánh giá thẳng thắn rõ ràng về vị thế của Phó Tổng thống Kamala Harris trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới đã diễn ra khi hai Tổng thống Đảng Dân Chủ gần đây nhất của Mỹ trò chuyện tại một buổi lễ tại Nhà Trắng. Theo bản dịch được tạo ra bằng cách phân tích chuyển động môi trên video ghi hình cuộc thảo luận, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói, bà ấy không mạnh bằng tôi. Tôi biết điều đó đúng, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đồng ý và nói thêm, chúng ta có thời gian. Ông Biden đáp, đúng vậy, chúng ta sẽ giải quyết kịp thời. Trước đó một lúc, ông Obama nói, điều quan trọng là chúng ta có thời gian bên nhau, có thể là ám chỉ đến việc vận động tranh cử cùng với bà Harris. Người dịch cuộc đối thoại cho The New York Post là Jeremy Freeman, một chuyên gia đọc khẩu hình pháp y tại London, người bị điếc bẩm sinh và đã phục vụ với tư cách là nhân chứng chuyên môn được chứng nhận của Đại học College London cho các đương sự, cảnh sát và nhà báo trong 16 năm. Mặc dù tên của bà Harris không có trong bản phiên âm của Freeman, nhưng vẫn chưa rõ cuộc trò chuyện có thể liên quan đến ai khác. Freeman mô tả cuộc trò chuyện là rất ủng hộ và cho biết ông ấy nhận thấy không có căng thẳng giữa ông Obama và ông Biden, như đã được suy đoán trong bài bình luận lan truyền do có lúc ông Obama lắc đầu. Ông Biden đã bị các thành viên Đảng Dân Chủ buộc phải từ bỏ đề cử của đảng để ủng hộ bà Harris vào ngày 21 tháng 7.
các nguồn tin của Đảng Dân Chủ đã bị chia rẽ khi được hỏi về bản dịch. Một số nói rằng họ tin rằng đây là sự trung thực về tình trạng của cuộc đua năm 2024, và những người khác bày tỏ sự hoài nghi mạnh mẽ đến mức họ đặt câu hỏi về tính chính xác của kịch bản. Một nguồn tin của Đảng Dân Chủ cho biết, ngay từ đầu đã có nhiều lo ngại rằng bà Harris không phải là sự thay thế mạnh mẽ cho ông Biden, người rõ ràng là một con tàu đang chìm, nhiều đến mức nhiều thành viên Hạ viện đã đưa ra ý tưởng về một đại hội mở hoặc loại bỏ bà Harris khỏi tấm vé cùng với ông Biden. Người phát ngôn của Tổng thống Biden, Andrew Bates, chế giễu, một chuyên gia đọc khẩu hình, có phải người xoa dịu cánh hữu thông thường của bạn đã khiến họ vắng mặt không? Chỉ có Tổng thống Biden và Tổng thống Obama mới biết họ đã thảo luận những gì, nhưng chắc chắn không phải vậy. Một nguồn tin thân cận với cựu Tổng thống Barack Obama không phủ nhận bản dịch nhưng cho biết chỉ có Tổng thống Obama và Tổng thống Biden mới biết họ đã thảo luận những gì ngày hôm qua. Bất kỳ khẳng định nào khác đều vô lý. Trong khi đó, hai cựu quan chức Nhà Trắng của ông Biden, những người đang nỗ lực ủng hộ việc ứng cử của bà Harris, nói với The Post rằng họ bị choáng váng trước bản dịch và nghi ngờ rằng nó có thể chính xác. Tỷ lệ ủng hộ với bà Kamala Harris, 59 tuổi, đã tăng mạnh trong cuộc bỏ phiếu ngay sau khi thay thế ông Biden làm ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Nhưng kể từ đó, bà Harris có kết quả không ổn định trong thăm dò quan trọng ở các bang xoay vòng. Ông Trump cảnh báo khả năng kiện CBS vì đài truyền hình này đã chỉnh sửa một phần cuộc phỏng vấn với Phó Tổng thống Harris. Tờ The Hill ngày 18 tháng 10 cho biết, ứng viên Tổng thống Cộng hòa Donald Trump mới đây đã cảnh báo về khả năng kiện đài truyền hình CBS vì cho rằng đài này đã chỉnh sửa nội dung phỏng vấn với bà Harris trong chương trình 60 Minutes. Ông Trump cho biết, tôi nghĩ tôi sẽ kiện CBS, ngay cả khi họ cố bào chữa và thắng kiện. Đây vẫn là một nỗi hổ thẹn. Tiếc là truyền thông lại không gây áp lực về vấn đề này. CBS nên bị tước giấy phép và dừng phát sóng chương trình 60 Minutes. Vào ngày 6 tháng 10, đài CBS đã đăng tải chương trình phát sóng có bà Harris, nhưng đã biên tập nhằm lược bỏ phần trả lời của Phó Tổng thống về vấn đề Gaza. Đài này sau đó đã công bố văn bản ghi chép của phỏng vấn và phần trả lời về tình hình Trung Đông của bà Harris bị đánh giá là lan man và không rõ ràng. Trước đó, ông Trump và nhiều nghị sĩ Cộng hòa đã cáo buộc CBS cắt bớt cuộc phỏng vấn nhằm tăng cường uy tín cho bà Harris. Ông Trump nói thêm, bà Harris phản ứng chậm chạp, trình bày không mạch lạc và không đủ tiêu chuẩn để trở thành Tổng thống. Hãy đăng tải toàn bộ đoạn phỏng vấn vì lợi ích của nước Mỹ. Về phía bà Harris, đội ngũ của Phó Tổng thống nói rằng họ không can thiệp vào cách sản xuất nội dung của CBS. Theo kết quả khảo sát sau khi chương trình 60 Minutes được phát sóng, có 53% khán giả cho rằng đài CBS đã chỉnh sửa cuộc phỏng vấn để bảo vệ hình ảnh cho bà Harris. Phó Tổng thống Harris phản bác tuyên bố thù trong của ông Trump. Phó Tổng thống Kamala Harris đã lên án mạnh mẽ ứng viên Cộng hòa Donald Trump vì kêu gọi quân đội Mỹ chống lại kẻ thù bên trong vào ngày bầu cử. Theo CNN, trong ngày 14 tháng 10, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã lên tiếng chỉ trích ứng viên Cộng hòa Donald Trump vì những bình luận liên quan tới kẻ thù bên trong. Bà Harris cho biết, mọi người đã nghe ông Trump nói về kẻ thù bên trong. Dường như ông ta muốn ám chỉ những ai không ủng hộ mình là kẻ thù của nước Mỹ. Ông ấy muốn quân đội đối phó họ, và tôi biết ông ấy đang nhắm tới ai. Ông Trump muốn tấn công những nhà báo mà ông ta không ưa, muốn tấn công những viên chức từ chối tìm kiếm thêm phiếu bầu cho ông ta. Bà Harris nhấn mạnh rằng, nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump là rủi ro lớn với nước Mỹ và những lời hứa hẹn của cựu Tổng thống Mỹ đều tiềm ẩn nguy cơ. Thống đốc Minnesota Tim Walz, phó tướng của bà Harris, cũng đã chỉ trích ông Trump vì vấn đề này. Ông Walz nói, là một người từng mặc quân phục, việc ông Trump muốn sử dụng vệ binh quốc gia và quân đội để chống lại các đối thủ chính trị khiến tôi buồn nôn. Trước đó, ông Trump đã gợi ý về việc triển khai quân đội hoặc vệ binh quốc gia để đối phó kẻ thù bên trong khi ngày bầu cử diễn ra. Ông Trump tuyên bố, chúng ta có một số đối tượng tồi tệ, lệch lạc, những kẻ cực đoan bên trong nước Mỹ. Tôi nghĩ mọi việc sẽ dễ dàng xử lý bởi lực lượng vệ binh quốc gia nếu cần thiết, hay bởi quân đội nếu thật sự cần thiết. Khi những tin tức chấn động xuất hiện trong những tuần cuối cùng trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, chúng có thể tác động đến cuộc bầu cử theo hướng nào đó, thậm chí đảo ngược thắng thua của các ứng cử viên. Các ứng cử viên Tổng thống Mỹ luôn hiểu rằng, trong một cuộc bầu cử xít sao, bất kỳ tin tức lớn nào trong những tuần cuối cùng của chiến dịch đều có thể làm thay đổi cuộc đua vào tháng 11. Được gọi là bất ngờ tháng 10, những tin tức đó có thể là một tiết lộ tai tiếng về một ứng cử viên, xung đột bùng nổ hoặc bất ổn kinh tế, hoặc thậm chí là cả tin giả do đối thủ chính trị tung ra.
ngay từ cuộc bầu cử năm 1840, các cử tri dân chủ ở New York ủng hộ Tổng thống Martin Van Buren đã đợi đến giữa tháng 10 để cáo buộc đảng Green trả tiền cho người dân Pennsylvania để bỏ phiếu ở New York, khi đó là một tiểu bang giao động quan trọng. Một quan chức của đảng Green đã thừa nhận về âm mưu này. Tuy nhiên, đó không phải là vụ bê bối chấn động đem lại kết quả như của đảng Dân Chủ kỳ vọng. Van Buren vẫn thua ở New York và thất cử. Bất ngờ tháng 10 nói lên rằng thời điểm cận kề của bầu cử là lúc tin tức có thể tác động đến mọi thứ. Sự thật là cử tri đưa ra quyết định dựa trên sự kết hợp giữa ấn tượng, tính cách và lòng trung thành của đảng mà họ ủng hộ, khuynh hướng tương tự cũng như tin tức các vấn đề. Không bao giờ dễ dàng để nói chính xác rằng điều này có thể tạo nên sự khác biệt hay không. David Greenberg, một nhà báo và nhà sử học chính trị tại Đại học Rutgers cho biết, trong hơn một thế kỷ qua, đã có những điều bất ngờ tháng 10 làm đảo lộn cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Là thư Murray năm 1880, người Trung Quốc nhập cư là một vấn đề nóng hổi vào những năm 1870. Chỉ trong hơn một thập kỷ, hơn 120.000 nam giới trưởng thành và nam thanh thiếu niên Trung Quốc đã đến Mỹ theo hợp đồng làm đường sắt. Các tiểu bang miền Tây nói riêng, lo lắng về dòng người lao động nước ngoài đổ vào và đảng Dân Chủ kêu gọi ngăn chặn ngay lập tức làn sóng nhập cư của người Trung Quốc. Ứng cử viên đảng Cộng hòa James Garfield đã có lập trường thận trọng hơn, kêu gọi đàm phán với Trung Quốc và để Quốc hội xem xét những hạn chế hợp lý đối với người nhập cư Trung Quốc. Nhưng chỉ 12 ngày trước cuộc bầu cử năm 1880, một lá thư bất ngờ xuất hiện. Lá thư được cho là do Garfield viết trên giấy thư của Hạ viện, trong đó ứng cử viên đảng Cộng hòa nói với một doanh nhân Massachusetts tên là H.L. Murray rằng cá nhân và công ty có quyền thuê lao động ở nơi họ có thể thuê với giá rất rẻ. Nói cách khác, dòng người Trung Quốc nhập cư có lợi cho việc kinh doanh. Đảng Dân Chủ đã in 500.000 bản lá thư Murray đặt tên theo người nhận và phát chúng ở các tiểu bang cạnh tranh gay gắt như California. Đảng Cộng hòa đã phản ứng khá chậm nhưng sau đó đã cử một nhóm điều tra tư nhân truy tìm người nhận lá thư ở Massachusetts. Không có ai tên là H.L. Murray. Garfield tuyên bố là lá thư giả mạo và công khai chữ viết tay của mình bên cạnh lá thư để chứng tỏ nó là giả. Tuy nhiên, bức thư giả mạo đã gây ra thiệt hại thực sự, khiến Garfield phải trả giá bằng California. Mặc dù Garfield cuối cùng vẫn thắng cử với 214 phiếu đại cử tri so với 155 phiếu của đối thủ, nhưng ông chỉ thắng được 0,02 điểm phần trăm về số phiếu phổ thông. Giới chức Mỹ ngày 19 tháng 10 đã bác bỏ nghi vấn các hộp đựng phiếu bầu tổng thống qua thư ở bang Minnesota đã bị động tay động chân do sơ suất của nhân viên bầu cử. Hãng tin CNN dẫn lời các quan chức ở bang Minnesota, Mỹ, cho biết họ đã sa thải nhân viên bầu cử phụ trách việc vận chuyển các hộp đựng phiếu bầu qua thư với lý do tắc trách trong công việc. Cụ thể, nhân viên phiếu bầu cử trên đã để cốp xe mở, có chứa hơn chục hộp đựng phiếu bầu bên ngoài tòa thị chính thành phố Edina thuộc bang Minnesota và rời đi. Hình ảnh cốp xe bị mở với hơn chục hộp đựng phiếu không ai trông giữ, sau đó đã được các đảng viên Cộng hòa và những người ủng hộ ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội, làm dấy lên nghi vấn xoay quanh công tác an ninh đối với phiếu bầu qua thư. Chính quyền thành phố Edina và quận Hennepin ở bang Minnesota sau đó đã phải đưa ra thông cáo cùng hình ảnh trích xuất từ camera an ninh để khẳng định sơ suất của nhân viên bầu cử trên không tạo cho các đối tượng xấu cơ hội để động tay động chân vào các hộp phiếu trên. Thông cáo từ chính quyền quận Hennepin viết, nhân viên bầu cử đó không tuân thủ quy trình mang phiếu bầu từ thùng bỏ phiếu tới văn phòng bầu cử nên người này đã bị sa thải. Quận Hennepin thừa nhận đã để xảy ra sai sót trong quy trình bỏ phiếu. Điều này không nên xảy ra và không thể chấp nhận được. Quận và đơn vị vận chuyển sẽ có các biện pháp khắc phục nhằm ngăn ngừa sự việc trên tái diễn. Được biết, bang Minnesota hiện có 10 phiếu đại cử tri. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, ứng cử viên đảng Dân Chủ khi đó là ông Joe Biden đã giành được số phiếu bầu vượt xa so với đối thủ từ đảng Cộng hòa khi đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump ở bang Minnesota và có được toàn bộ số phiếu đại cử tri tại bang này.